Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, chắc quý vị và các bạn theo dõi video của tôi thì quý vị cũng đã biết ngày hôm trước thì tôi cũng đã giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe Honda City Top sản xuất năm 2019. Nhưng trước đó thì chúng tôi vừa đăng lên cái đã bán được luôn các bạn nhé. Đấy, chiếc xe đã có biển số mới rồi các bạn ạ, 30K76934, mà chủ xe vừa với bốc xong, hẹn ngày mai mới bắt đầu lấy xe các bạn nhé. Thì ngày hôm nay tôi lại mua về được một chiếc xe đúng y như một chiếc xe hôm trước các bạn ạ, cũng là chiếc xe Honda City phiên bản top màu trắng. Chiếc xe được sản xuất năm 2019 các bạn ạ, cũng đăng ký tên tư nhân, và chiếc xe này thì cũng mới lăn bánh có hơn 6 vạn km thôi các bạn ạ. Rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, phiên bản top màu trắng các bạn ạ. Với những chiếc xe sedan phân khúc B thì đợt này chúng tôi đang mua về rất là nhiều để cung cấp cho quý vị và các bạn dịp Tết này các bạn nhé. Dịp Tết này là rất là nhiều người mua xe ở cái phân khúc hạng B sedan đang bán hot nhất các bạn nhé. Đây, chiếc xe này là được sản xuất năm 2019 đây các bạn nhé. Phiên bản 1.5 top các bạn ạ, màu trắng. Đấy là cái tem của nhà sản xuất các bạn ạ. Phiên bản này, bản top là phiên bản đầy đủ nhất rồi các bạn nhé. Xe cũng đã được trang bị sẵn nội thất da, vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng, sang số thể thao trên vô lăng, cruise control đầy đủ các bạn ạ. Màn hình này, điều hòa tự động, camera lùi, option thì đầy đủ nhất rồi các bạn nhé. Phiên bản top thì nó cũng giống như ở những chiếc xe Toyota Vios phiên bản G, đấy là phiên bản cao nhất rồi các bạn ạ. Cái mức tiêu thụ của nhà sản xuất đưa ra cũng rất tiết kiệm nhiên liệu các bạn nhé. Đấy, tất cả còn rất là mới, rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc tất cả là còn nguyên bản hết luôn quý các bạn nhé. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 428 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn, vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda City phiên bản top sản xuất năm 2019 này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang đưa lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Một chiếc xe Honda City Top màu trắng rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, chúng tôi đang vừa mới quay thì là có một đoàn khách đến xem đây các bạn này. Đấy, vừa mới đang bắt đầu bật máy quay lên thì có một đoàn khách đến xem luôn các bạn nhé. Đấy, tôi vừa quay vừa giới thiệu luôn cho khách đang xem đây các bạn này. Đấy, tất cả là còn nguyên bản này, keo chỉ này, nguyên bản ở cái phần đầu này, còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Đấy, động cơ này, đấy, ốc chân máy này các bạn này, tất cả những ốc chân máy, ốc gioăng dàn cò còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn nhé. Chiếc xe này lăn bánh hơn 6 vạn km thôi. Và động cơ của những chiếc xe đến từ đất nước Nhật Bản nói chung và chiếc xe Honda nói riêng thì đây là chiếc xe Honda City này, động cơ rất bền quý vị các bạn nhé. Chạy vài chục vạn chưa vấn đề gì, chứ nói đến vài vạn đấy, rất mới luôn. Chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ đi rồi đấy, cho nên là rất là mới luôn các bạn nhé. Lăn bánh hơn 6 vạn km thôi các bạn ạ, rất là đẹp rồi. Đấy, ngoài ra thì tại cửa hàng chúng tôi đây còn rất nhiều các loại xe khác nữa các bạn nhé. Quý vị các bạn qua cửa hàng chúng tôi để xem xe. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Mm-hmm.